Nối gót nhiều nghệ sĩ đàn anh đàn chị, Hồ Quang Hiếu sẽ hé lộ những góc khuất trong cuộc đời mình qua cuốn tự truyện mang tên Đổi Thay, dự kiến phát hành vào tháng 4 năm nay. Chia sẻ về quyết định thực hiện cuốn tự truyện ở tuổi đời còn trẻ, nam ca sĩ cho biết đây là ước mơ mà anh đã ấp ủ nhiều năm qua nhưng đến nay mới làm được. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định anh không chạy theo trào lưu viết tự truyện mà chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua trong cuộc sống lẫn công việc đến khán giả, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm cho chính mình trong cuộc đời. Cuốn tự truyện với 4 chương, Thời Nông Nổi, Hoàn Lương, Những Người Tình Trong Cuộc Đời, Thành Công Bằng Thất Bại sẽ là những câu chuyện cuộc đời của Hồ Quang Hiếu từ những ngày chập chững vào nghề tới khi thành công.